Tin do chúng tôi vừa thực hiện, chiều tối nay đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố giám sát về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 30 của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp để kiểm soát dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Cùng dự buổi giám sát có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa 15. Báo cáo công tác phòng chống dịch thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức cho biết, công tác phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua là chưa có tiền lệ, thành phố đã cố gắng vượt bậc, nỗ lực hết sức có thể trong hoàn cảnh thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vaccine giai đoạn đầu, tập trung huy động mọi nguồn lực. Hiện nay, thành phố đang thực hiện chỉ thị số 18 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần tạo sự phấn khởi cho người dân, doanh nghiệp. Tình hình kinh tế dần được cải thiện, từng bước phục hồi. Tại buổi giám sát, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố kiến nghị nhà nước cần chỉ đạo xây dựng và ban hành chiến lược quốc gia về bình thường mới để mỗi ngành có chính sách cụ thể hơn trong thích ứng và phát triển. Thành phố cùng các hội doanh nghiệp sớm lên được danh sách trước ngày 30 tháng 10. Các doanh nghiệp cần hỗ trợ như thế nào để có thanh khoản, duy trì cái trả lương tối thiểu và chuẩn bị sản xuất. Tiền thuê đất, chúng tôi đề nghị giãn tiền thuê đất có thể đến tháng 6 năm sau. Những doanh nghiệp nào vừa rồi họ không sản xuất được, phải nghỉ, thì bây giờ sắp tới đến tháng 6 sau giãn tiền thuê đất, chưa phải đóng cái này. Giờ hiện tại ngân sách rất là khó, chúng ta không chỉ chi cho cái việc mà đảm bảo an sinh cho người dân, mà phải chi rất nhiều việc cho công tác phòng chống dịch. Thì như vậy tôi cũng đề nghị với các đồng chí phải cân nhắc, nhất là cái kỳ họp hoạt động như sắp tới, khi các ông chí tham mưu, các ông chí trình mưu cho thường vụ và trình cho hoạt động dân để thông qua cái kế hoạch đầu tư công, đa số người dân, cán bộ, đội ngũ công chức đều quan tâm đến cái hệ thống cơ sở y tế, nhất là cái trạm y tế phường xã thị trấn cũng như trung tâm y tế các quận huyện. Báo cáo về chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi trình bày nhiều trụ cột quan trọng mà thành phố tập trung triển khai. Ủy ban dân thành phố trong thời gian vừa qua đã có tập trung xây dựng cái chiến lược phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trong tình hình mới. Thì cái trụ cột đầu tiên quan trọng nhất chúng tôi xác định đó là cái trụ cột y tế, xây dựng cái hệ thống giám sát và cảnh báo dịch cũng như là các cái sử dụng các cái cơ sở dữ liệu này để phục vụ cho vấn đề ra quyết định trong phòng chống dịch, và củng cố cái hệ thống y tế. Trong đó là tập trung cho y tế cơ sở ở cả ba trụ cột của hệ thống y tế, đó là y tế cộng đồng, y tế điều trị và y tế phục hồi, và gắn với cái việc tiếp tục hoàn thiện mô hình điều trị ba tầng của thành phố trong thời gian vừa qua. Cái trụ cột thứ hai mà chúng tôi sẽ tập trung đó là trụ cột an sinh xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho người dân. Từ đây tới cuối năm, khi kinh tế đang phục hồi dần, thì còn một bộ phận người dân chưa có việc làm, chưa có thu nhập. Và cái Tết sắp tới đây cũng sẽ là một cái Tết rất khó khăn của bà con. Và chúng tôi sẽ tập trung cho việc chăm lo đời sống vật chất cho bà con. Trụ cột thứ ba là về phục hồi kinh tế. Cái chương trình này, khi mà được triển khai, có hiệu quả hay không là có sự tham gia của doanh nghiệp và người dân. Cho nên chúng tôi phát huy ngay từ đầu khi phát triển ý tưởng cũng như là xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện. Cảm ơn những đóng góp tâm huyết quý báu của các đại biểu Quốc hội. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đây là những ý kiến xác đáng gợi mở cho thành phố nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị giai đoạn bình thường mới. Các đồng chí gợi mở cái biện pháp phòng chống dịch để chúng ta làm thế nào đó phòng chống mà ít thiệt hại nhất. Hiện tại thì thành phố đã chuẩn bị rất nhiều cái chiến lược, trong đó có chiến lược y tế là trụ cột, chiến lược phục hồi kinh tế, chiến lược xã hội, trong đó là có dân cư, có nhà ở. Bởi vì có những cái người tới lui rồi ở lại ngắn hạn, dài hạn, nhiều lý do người ta ở lại. Lúc đó mình điếm từng con người chứ không có nói chung chung. Kiến thiết lại một cái thành phố, một cái đô thị như thế nào đó để đảm bảo cho được cái vấn đề xã hội. Người dân lui tới làm ăn, rồi yên ổn, rồi yên tâm, đảm bảo được các cái nhu cầu sống an toàn, cực kỳ khó khăn. Chiến lược thì đã chuẩn bị đấy, nhưng mà là các bước thực hiện còn nhiều thời gian.
Thực ra đối với thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện một cái biện pháp nào, bất cứ biện pháp nào đều cân nhắc và rất khó khăn. Đóng một cái chợ truyền thống thôi, một cái chợ đầu mối thôi. 37 tỉnh giao lưu hàng hóa. Một cái trung tâm của nhiều trung tâm. Và hiện nay báo cáo các đồng chí là thành phố cũng cùng với các tỉnh chia sẻ, có trách nhiệm là cứ tỉnh nào có khó khăn là thành phố chia sẻ luôn, đưa máy xét nghiệm, đưa lực lượng, đưa an sinh, thậm chí hỗ trợ test. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo, lực lượng tuyến đầu, lực lượng thiện nguyện và đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo giúp thành phố đi qua thời khắc khó khăn nhất, sớm đưa thành phố đi vào hoạt động bình thường mới. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao khả năng đảm bảo an sinh xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, không có tình trạng bạo loạn, cướp giật nghiêm trọng xảy ra. Các túi an sinh đã được lần lượt hỗ trợ đến tay các hoàn cảnh khó khăn. Thành phố đang dần thích ứng linh hoạt với việc sống chung dịch bệnh, trước hết là vaccine và 5K. Có như vậy, thành phố mới dần mở cửa, phục hồi hoạt động sản xuất. Là tôi đồng tình với việc điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch từ Zero Covid sang thích ứng an toàn với Covid-19 để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chính quyền thành phố cần tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để có thể xác định, đánh giá, giám sát và giảm thiểu các tác động của rủi ro dịch bệnh. Còn nếu chúng ta không có chặt chẽ cái này, thì chúng ta mở cửa lại đóng cửa như một số nước đã vấp phải. Đây là bảo kinh nghiệm chung của những nước khu vực của chúng ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Chúng ta cần giải quyết hậu quả do đợt giãn cách xã hội kéo dài vừa qua để khôi phục hoạt động kinh tế, không có con đường nào khác. Nếu chúng ta tiếp tục đóng cửa thì không chịu nổi và trước hết đói nghèo. Với một tình hình như vậy, để khôi phục kinh tế, chúng ta tập trung vào thực hiện 5 nhiệm vụ thiết yếu mà tôi xin đề nghị với các đồng chí. Chúng ta tiếp tục đảm bảo các huyết mạch kinh tế chủ yếu được thông suốt. Đó là lưu thông hàng hóa, di chuyển con người, dịch vụ tài chính tín dụng và thanh khoản cho doanh nghiệp, khôi phục và phát triển khu vực doanh nghiệp, trong đó đối thoại, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, của từng dự án và giải quyết vấn đề lao động, việc làm. Đây là vấn đề quan trọng, tôi đã đề nghị các địa phương trong cả nước tập trung tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng, tháo gỡ điểm ngẽn về thể chế pháp luật, cơ chế chính sách, thay đổi kinh tế số, chuyển đổi số, tái cấu trúc lại các đô thị, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, tháo gỡ thể chế pháp luật đối với thành phố Hồ Chí Minh, siêu đô thị này, vấn đề rất lớn mà chúng ta tiếp tục suy nghĩ, Quốc hội, Chính phủ suy nghĩ vấn đề này để hỗ trợ cùng thành phố tháo gỡ. Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là anh hai Nam Bộ nên chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, hợp tác, phân công với các địa phương trong vùng để chuyển dịch các cơ sở sản xuất đến với nguồn lao động dồi dào đang sẵn có các địa phương. Đề xuất Quốc hội, Chính phủ sớm tăng tỷ lệ điều tiết lên 23% ngay đầu năm 2022 để thành phố có thêm nguồn lực thúc đẩy phục hồi cho đào tạo kinh tế. Chủ tịch nước cũng đề xuất để khôi phục cần thực hiện 5 nhiệm vụ thiết yếu, trong đó bảo đảm huyết mạch kinh tế được lưu thông, tránh tình trạng ngăn sông cấm chợ giữa các tỉnh lân cận với thành phố Hồ Chí Minh, phải có chính sách tài khóa cùng chính sách tiền tệ phù hợp để hồi phục kinh tế. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề việc làm, nhanh chóng tạo điều kiện để người lao động sớm quay trở lại thành phố.